Thực hiện quyết định của Đảng ủy khối các cơ quan trung ương, sáng nay, Đảng bộ Văn phòng Chính phủ đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho 8 đồng chí đảng viên. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các phó thủ tướng và các cán bộ chuyên viên của Văn phòng Chính phủ đã tới tham dự buổi lễ. Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Mai Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. 7 đồng chí thuộc các vụ cục của Văn phòng Chính phủ được trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Thủ tướng đánh giá cao cố gắng, nỗ lực của Văn phòng Chính phủ có nhiều đổi mới, tiến bộ trong công tác tham mưu, xử lý công việc như xây dựng chính phủ điện tử, cải cách hành chính, cổng dịch vụ công quốc gia. Thủ tướng lưu ý, sự nghiệp cách mạng của Đảng đang đòi hỏi thúc giục Văn phòng Chính phủ phải phấn đấu nhiều hơn, làm tốt hơn nữa, không được thỏa mãn với kết quả đã đạt được. Trong công tác tham mưu chiến lược, Thủ tướng mong muốn Văn phòng Chính phủ phải chủ động nghiên cứu, theo dõi để nắm bắt kịp thời các vấn đề trong nước và quốc tế, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 lây lan trên toàn cầu, để từ đó kịp thời xử lý, đề xuất lãnh đạo Chính phủ có những quyết sách phù hợp. Cần nâng tầm trong công tác tham mưu chiến lược, làm sao hấp thụ được sức nóng của các cấp, các ngành và bộ máy của chúng ta để xử lý nóng kịp thời hơn. Trong bối cảnh đại hội đảng các cấp đang diễn ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu các cán bộ, đảng viên Văn phòng Chính phủ không được có tư tưởng cuối nhiệm kỳ. Dù còn một ngày cũng phải nỗ lực làm việc hết mình. Những người càng cao tuổi đảng thì càng phải nêu gương, phải đổi mới tư duy, phối hợp tốt hơn nữa trong công việc, xây dựng đội ngũ cán bộ xứng tầm, có đức, có tài. Thủ tướng cũng đề nghị Văn phòng Chính phủ chuẩn bị tốt nhất để tổ chức đại hội đảng bộ Văn phòng Chính phủ thành công.